Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác quý 1 với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn dự hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 17. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên với nhiều hoạt động tích cực trách nhiệm trong nhiệm kỳ 2016-2021. Huyện Phù Cử tập trung chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương ở huyện Văn Giang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3 âm lịch trong đời sống đương đại. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn. Ngày toàn dân làm nghiệp vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội quý 1 năm 2021. Quý 1 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tổ chức tốt các hoạt động vui Tết đón xuân Tân Sửu 2021, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp phòng chống dịch COVID-19, tổ chức triển khai các nội dung bầu cử đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, thực hiện tốt quy trình hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong quý 2 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Trong đó, mỗi đơn vị phải làm được ít nhất một phần việc thiết thực. Nhiệm vụ trọng tâm là cần làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền vận động để 100% cử tri tham gia bầu cử, đảm bảo thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, cảnh giác với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm vào cuộc bầu cử, tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua, tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chiều qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17 khóa 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Hội nghị tiến hành kiện toàn bầu bổ sung ban chấp hành và chuẩn bị chương trình, nội dung nhân sự cho Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn biểu dương những nỗ lực cố gắng của hội viên doanh nghiệp toàn tỉnh trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tỉnh Hưng Yên có trên 12.000 doanh nghiệp nhưng quy mô sản xuất còn nhỏ, chưa có sự bứt phá mạnh. Hàng năm, lãnh đạo tỉnh đều tổ chức nhiều hội nghị để tiếp thu những kiến nghị thắc mắc của doanh nghiệp, qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Thời gian tới, các hội viên Hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển. Có khát vọng lớn làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội, cũng như có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng để lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Hiệp hội cần khẩn trương chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, sáng mai ngày 15 tháng 4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa 14 sẽ tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Nhân sự kiện này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nét khái quát về kết quả hoạt động của đoàn qua phóng sự sau. Xuyên suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm 7 đại biểu do ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy là trưởng đoàn, đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tham gia tích cực, có chất lượng vào các hoạt động tại nghị trường của Quốc hội. Trong nhiệm kỳ, đoàn có 27 câu hỏi chất vấn trực tiếp tại hội trường và câu hỏi chất vấn bằng văn bản đối với Thủ tướng Chính phủ, các thành viên của Chính phủ theo tinh thần hỏi nhanh đáp gọn và đi đến tận cùng vấn đề. Cử tri hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam thì đang đánh giá là có sự lãng phí trong việc đầu tư không đồng bộ dự án nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và Pháp Vân Cầu Rẽ. Bộ trưởng có đồng tình với đánh giá của cử tri hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam hay không? Và nếu như có sự lãng phí thì giải pháp của Bộ trưởng thế nào? Mục đích có chứng chỉ nhằm đủ điều kiện để thi xét nâng ngạch và gây tốn kém cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Xin hỏi Bộ trưởng vấn đề này có hay không? Nếu có thì Bộ trưởng làm thế nào mới khắc phục được tính hình thức này? Có nên bỏ quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ tin học khi tiến hành thi xét nâng ngạch công chức viên chức hay không? Tôi thấy đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã chất vấn các bộ ban ngành về tâm tư nguyện vọng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên được các bộ ban ngành trả lời, từ đó tạo niềm tin cho cử tri chúng tôi là coi là tin tưởng vào các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh nhà. Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên thực hiện một khối lượng công việc rất lớn là cho ý kiến vào 73 dự án luật sửa đổi, bổ sung và các dự thảo luật mới, 96 nghị quyết, 10 pháp lệnh, tổ chức 62 hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, tổng hợp gần 1.400 ý kiến gửi các cơ quan của Quốc hội, tiến hành 9 cuộc giám sát chuyên đề, phối hợp tham gia 11 cuộc giám sát, tham gia 125 ý kiến trực tiếp tại các phiên thảo luận ở tổ và ở hội trường, 32 ý kiến bằng văn bản. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp trên 600 lượt công dân, tiếp nhận 382 đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp xúc cử tri tại 170 điểm với trên 22.800 lượt cử tri. Trong nhiệm kỳ, các thành viên đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội với nghị viện các nước như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Cộng hòa Séc, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo nên những dấu ấn sâu sắc trong hoạt động của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14, các đại biểu Quốc hội trong đoàn đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, cũng như là các cái quyền hạn được pháp luật quy định, đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Có thể khẳng định nhiệm kỳ qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và mỗi đại biểu đã đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, tạo thế và lực để tỉnh Hưng Yên bứt tốc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh trong cả nước. Sau hai lần hiệp thương, thị xã Mỹ Hào lập danh sách sơ bộ 579 người tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân hai cấp, thị xã và phường xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát và niêm yết danh sách cử tri tại tất cả các phường xã. Theo rà soát, thị xã Mỹ Hào có hơn 80.000 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu tại 92 khu vực bỏ phiếu thuộc 90 đơn vị bầu cử, để bầu 32 đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã và 302 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường xã nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương ở thị xã Mỹ Hào đang tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ và nêu cao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc tham gia bầu cử. Những địa phương có nhiều học sinh, công nhân ở trọ, các tổ bầu cử đã tiến hành rà soát, yêu cầu đăng ký nơi bỏ phiếu, đồng thời hướng dẫn người dân khi đến bỏ phiếu thực hiện đúng quy định bầu cử. Thị xã cũng xây dựng kế hoạch bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn dịch bệnh trước, trong và sau khi bầu cử. Trong thời gian này, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, huyện Phù Cử đang tích cực triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thôn Phương Bồ, xã Phan Xào Nam là đơn vị cuối cùng của huyện Phù Cử tiến hành hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Cử tri bày tỏ sự nhất trí cao với danh sách nhân sự gồm 6 đại biểu ứng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp khóa này. Chúng tôi muốn tìm được những người để mà tham gia vào trong Hội đồng Nhân dân khóa tới, có tầm và có tâm với
với nhân dân địa phương và nhân dân trong xã. Nhân dân thì nói chung là đều là phấn khởi, ai cũng mong đến cái giờ đi bầu cử. Các thôn cũng đã lựa chọn được con người rất là xứng đáng. Thế và trong quá trình triển khai tổ chức mà lấy ý kiến của nhân dân, cử tri của bốn thôn ấy, thì đại đa số đều đồng thuận. Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, huyện Phù Cừ lập danh sách sơ bộ 58 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 666 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn huyện có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, được bầu 30 đại biểu, có 91 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thị trấn, được bầu 352 đại biểu. Đến nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phù Cừ đã niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo đúng thời gian quy định. Theo rà soát đến thời điểm này, tổng số cử tri trên địa bàn huyện Phù Cừ là trên 70.000 người. Công tác tập huấn, chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền về bầu cử đang được huyện tích cực triển khai. Chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba, chúng tôi phối hợp với cơ quan chức năng thì đang thẩm định các cái tiêu chuẩn chính trị của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, và chúng tôi chuẩn bị tổng hợp cái báo cáo các ý kiến kiến nghị của cử tri nơi cư trú để trình tại hội nghị hiệp thương thứ ba. Sự vào cuộc tích cực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở sẽ góp phần quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phù Cừ diễn ra thành công. Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm 2021, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID-19, nhưng việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý 1 vẫn đạt được những kết quả tích cực. Trong quý 1 năm 2021, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có thêm 11 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 465 triệu đô la Mỹ, tạo việc làm mới cho khoảng 1.300 lao động. Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên có thêm một khu công nghiệp hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng, hai khu công nghiệp số 3 và khu công nghiệp Sạch đang hoàn thiện thủ tục thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt. Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác thu hút đầu tư. Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tích cực giải ngân theo chính sách cho vay mua nhà ở xã hội, giúp nhiều gia đình có thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để an cư, lạc nghiệp. Chương trình tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở xã hội được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện từ năm 2018. Đến nay, toàn tỉnh có 435 khách hàng được vay với tổng số tiền giải ngân là gần 140 tỷ đồng. Mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua, thuê nhà ở xã hội, xây mới hoặc sửa chữa nhà ở ưu đãi là 4,8% trên một năm. Lãi suất thực hiện đến ngày 1 tháng 1 năm 2023. Mức cho vay tối đa là 500 triệu đồng, thời hạn cho vay không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục tăng cường giải ngân các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó đặc biệt quan tâm đến chương trình cho vay nhà ở xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để an cư, lạc nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các địa phương ở huyện Văn Giang đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Về thôn Đại Xã Phụng Công hôm nay, cảm nhận đầu tiên đó là hệ thống hạ tầng điện đường trường trạm được quy hoạch, đầu tư quy mô và khang trang. Năm 2020, thôn Đại là một trong 10 khu dân cư ở huyện Văn Giang được công nhận khu dân cư kiểu mẫu. Để có kết quả trên, địa phương đã huy động được sức mạnh, sự đồng thuận của nhân dân tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống hạ tầng. Làng tôi đã được nông thôn kiểu mẫu được huyện công nhận vừa rồi thì mọi người đều phấn khởi mà vinh dự tự hào, là người dân được sung sướng. Từ phong trào ở thôn Đại, các thôn ở xã Phụng Công hiện đang cùng nỗ lực phấn đấu đạt khu dân cư kiểu mẫu, góp phần đưa Phụng Công sớm hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Xã đang dành nguồn lực nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng và xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, bảo đảm bền vững, bảo vệ môi trường. Cái mục tiêu chính của chúng tôi trong năm nay đảm bảo cái vệ sinh nước thải sinh hoạt của từng các hộ để làm sao cho đảm bảo vệ sinh môi trường. Mà năm nay đã chỉ tiêu là chúng tôi đã xây cả các nhà văn hóa ở các thôn. Đấy, thì đảm bảo tất cả những cái tiêu chí là như vậy để cho làm sao tới đây chúng ta là sẽ được đạt được cái
nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Văn Giang hiện có 8 trên 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 4 xã đăng ký hoàn thành các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu là Mễ Sở, Phụng Công, Thắng Lợi, Long Hưng. Trong đó, xã Mễ Sở hiện có một số tiêu chí xây dựng khu nông thôn mới kiểu mẫu vượt yêu cầu đặt ra như thu nhập, nhà ở, dân cư, điện, giao thông. Cái thứ nhất là đảm bảo được vệ sinh môi trường. Cái thứ hai là huy động sức dân để hoàn thiện các tiêu chí làm sao đạt được nông thôn kiểu mẫu. Và cái thứ ba là tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cũng như là mở các hội nghị tuyên truyền, học hỏi nhau, trao đổi về kỹ thuật trồng trọt cũng như là cái việc mà mở rộng cái kinh doanh dịch vụ của các hộ dân trên địa bàn xã. Trước tiên là trồng đường hoa, thứ hai là huy động bà con nhân dân trong thôn tham gia đóng góp xây dựng các công trình công ích trên một số các tuyến đường trục của làng, thì phát động nhân dân là sẽ hiến đất để làm thế nào mở đường giải nhựa asphalt để đảm bảo theo cái đủ cái tiêu chí về điều kiện về nông thôn mới kiểu mẫu. Từ năm 2020 đến nay, huyện Văn Giang huy động được tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên 1.700 tỷ đồng. Huyện chỉ đạo các xã tập trung quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới gắn với quá trình đô thị hóa, đồng thời tăng cường các hình thức xã hội hóa để thực hiện hiệu quả các tiêu chí về môi trường, giao thông, hạ tầng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Vừa qua, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh, Công an các huyện Ân Thi, Khoai Châu, Kim Động, Yên Mỹ và Công an cụm liên kết an ninh trật tự của 8 xã khu vực để thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện tại, cơ sở điều trị nghiện ma túy tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi đang quản lý và điều trị cho 176 học viên. Việc liên kết giữa cơ sở với các đơn vị công an nhằm chủ động tham mưu về công tác phòng chống ma túy, nắm chắc tình hình diễn biến về người nghiện ma túy, phối hợp thực hiện công tác điều trị và quản lý sau điều trị, tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan doanh nghiệp, trong các trung tâm giáo dục lao động xã hội, trung tâm quản lý sau cai nghiện. Việc phối hợp chú trọng vào những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng. Trong đó, công an quản lý địa bàn sẽ là đầu mối để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền cai nghiện ma túy nhằm góp phần hạn chế tối đa hậu quả của tệ nạn này, xây dựng môi trường tốt đẹp cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 3 tháng 3 âm lịch còn được gọi là ngày Tết Hàn Thực. Nhiều gia đình làm món bánh trôi, bánh chay như một nét văn hóa hướng về cội nguồn, thể hiện đặc trưng của nền văn hóa lúa nước. Phóng sự được thực hiện tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Đối với chị em phụ nữ tại thị trấn Ân Thi, các công đoạn làm bánh trôi, bánh chay hay bánh nếp đều rất thuần thục. Từ những đôi bàn tay khéo léo, những chiếc bánh dần được hình thành, mùi thơm phức của bột nếp đỗ xanh, đường mật, không khí Tết Hàn Thực dường như trở nên sôi động và ý nghĩa hơn. Việc tự tay làm bánh không chỉ bày tỏ lòng thành tâm, mà còn giúp mỗi người mỗi nhà thêm đoàn kết gắn bó và hiểu hơn về văn hóa, phong tục của người Việt. Ngày hôm nay là ngày Tết Hàn Thực thì chúng tất cả các hộ dân trong làng là từ xưa đến nay là cứ vào những ngày này là hộ nào hộ đấy là dù ít dù nhiều là cũng phải là có các loại bánh là để dâng lên cúng cha ông tổ tiên. Gia đình chị Nguyễn Thị Hường, thôn Bình Trì hôm nay có đông thành viên hơn mọi ngày. Vì là ngày Tết Hàn Thực nên anh chị em sum họp quây quần làm bánh làm cỗ. Cũng giống như nhiều gia đình tại địa phương, trong mâm cỗ cúng tổ tiên không thể thiếu các loại bánh làm từ bột gạo nếp thơm. Ngoài cái món ăn truyền thống không thể nào thiếu được cái món làm như là bánh trôi, bánh chay. Tất cả con cháu tụ tập vào đông, cả dâu rẻ tất cả người mỗi người làm một thứ để là làm nên một mâm cơm để thắp hương gia tiên. Tết Hàn Thực của người Việt vẫn mang những sắc thái riêng phù hợp với văn hóa phong tục của người Việt. Việc dùng bánh trôi, bánh chay để cúng lễ cũng mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện cho nền văn hóa lúa nước của người Việt từ lâu đời. Dùng những loại bánh làm từ những hạt gạo mà người nông dân một nắng hai sương cần mẫn gieo trồng chăm sóc để dâng lên tổ tiên là cách để mỗi người hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao của những người đã khuất. Đây là nét đẹp trong văn hóa, phong tục của mỗi người dân đất Việt.